Xin kính chào các bạn khán giả đang theo dõi kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, không ít người nghèo thường than thở rằng vì sao tôi làm việc chăm chỉ, cố gắng đến vậy mà chẳng thể giàu có. Trong khi người giàu cứ ngày một giàu thêm, thực ra đôi khi chỉ chăm chỉ thôi chưa đủ. Quan trọng là chúng ta có biết cách khiến tiền để ra tiền hay không. Và đối với những người giàu có bậc nhất, họ coi việc đầu tư là phương pháp tối ưu nhất để làm tiền trong túi tăng lên gấp nhiều lần. Họ cứ ngày càng giàu chính là vì như vậy. Tuy nhiên, có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng đầu tư chỉ dành cho những người giỏi kinh doanh và biết tính toán. Thế nhưng, điều đó là chưa đủ, bởi mọi người đều có thể trở thành một chuyên gia đầu tư. Điều bạn cần là có một cái nhìn sâu sắc để xác định được khi nào bạn nên chi tiền để đầu tư và khi nào nên tiết kiệm. Tiêu tiền đúng cách giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Sự cân nhắc và tính toán để đầu tư sinh lời hiệu quả là một tư duy độc đáo và đáng học hỏi của giới nhà giàu. Nhưng kiểu tư duy này không hề khó để thực hiện theo, chủ yếu là do người nghèo còn nhiều sự do dự mà thôi. Tiết kiệm là cách để giàu có thường được người nghèo áp dụng nhất vì sự an toàn. Tuy nhiên, liệu đó có phải là một sự lựa chọn sáng suốt hay chỉ mang tính tạm thời? Muốn làm giàu nhanh chóng, cần phải học ngay tư duy đầu tư đỉnh cao nào của giới nhà giàu. Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Các chuyên gia tài chính từng chỉ ra rằng, điểm khác biệt giữa người giàu và người nghèo là tư duy. Điều này có thể thấy rõ trong suy nghĩ về việc mua nhà đất. Người nghèo thì cho rằng, chỉ có tiết kiệm mới giàu. Khi nào có tiền rồi hãng đầu tư nhà đất. Trong khi đó, người giàu chưa chắc đã nghĩ như vậy các bạn ạ. Đợi có tiền mới đầu tư là tư duy sai lầm khiến người nghèo mãi không thể thay đổi số phận của mình. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng, làm việc vì tiền là chuyện đương nhiên. Nhưng người giàu lại suy nghĩ khác. Họ để tiền làm việc cho bản thân, vì thế họ chọn đầu tư, hơn nữa là đầu tư càng sớm càng tốt. Trong mắt người giàu, sự giàu có của họ là sản phẩm phụ của việc phục vụ thị trường và đóng góp cho xã hội. Đây là lý do tại sao người giàu không bao giờ làm việc vì tiền. Ngoài ra, đối với người giàu, làm việc chăm chỉ, vất vả chỉ là một giải pháp tạm thời. Đối với người nghèo, tình trạng đó kéo dài mãi mãi. Khi được khuyên nhủ rằng hãy đầu tư ngay bây giờ đi, không ít người liền đáp lại rằng, tôi làm gì có tiền mà đầu tư. Vậy khi nào mới có tiền để đầu tư? Và có tiền là bao nhiêu? Khi ấy là 100 triệu, 200 triệu, 1 tỷ hay 10 tỷ? Cứ ngồi đợi đến khi có tiền mới đầu tư, vậy làm sao để có tiền? Thực ra, đó chỉ là câu hỏi hóc búa với người không thích trả lời thôi. Thực ra, chỉ cần có 100.000 đồng trong tay, cũng đã tính là có vốn đầu tư rồi. Muốn đầu tư chứng khoán, cũng chỉ cần chừng đó là đã có thể mua một vài cổ phiếu. Muốn tìm hiểu về nhà đất, bất động sản, chỉ 100.000 đồng là đủ rồi. Đầu tư không nhất thiết phải có thứ gì đó to tát, ghê gớm lắm, mà ta có thể bắt đầu từ những cái rất nhỏ nhặt. Cụ thể, đôi khi đầu tư có thể bắt đầu từ một mối quan hệ, hay một thông tin về người bán, người mua. Bản chất của đầu tư không phải một cuộc chạy đua, mà là một giải marathon. Phải bền bỉ trong thời gian dài mới hái được quả ngọt, bằng việc tham gia cuộc chơi sớm. Mọi người sẽ có thời gian để thử nghiệm, học hỏi và tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm để tăng tốc khi đã tích lũy được nguồn vốn vững mạnh hơn. Nếu muốn giàu như Warren Buffett, tỷ phú, bậc thầy đầu tư nổi tiếng thì đừng chờ đợi để bắt đầu. Đó là lời khuyên mà nhà đầu tư huyền thoại này đã chia sẻ tại Đại hội Cổ đông Thường niên của tập đoàn Berkshire Hathaway vào năm 1999. Khi ông được hỏi làm thế nào để kiếm được 30 tỷ USD, giá trị tài sản ròng của ông ở thời điểm đó. Bạn nên nhớ rằng, thời điểm bạn ra quyết định đầu tư cũng là lúc ví tiền được hình thành. Lúc ấy, giàu hay nghèo là việc ở bạn có đủ bản lĩnh để nắm bắt cơ hội hay là sợ hãi để rồi nuối tiếc mà thôi. Trong khi người nghèo chỉ chăm chăm đi cất tiền thì người giàu lại nghĩ khác. Với họ, chỉ tiết kiệm thì không giàu được mà phải đầu tư để tiền để ra tiền. Nhiều người nghĩ rằng, chỉ có một cách tiết kiệm tiền là từ bỏ cuộc sống xã hội để giảm tối đa những chi phí không cần thiết. Không có vấn đề gì với phương pháp này, tuy nhiên bạn sẽ phải khá khổ sở để từ chối lời mời từ bạn bè và nó chỉ là một cách ngắn hạn. Nếu chỉ tiết kiệm số tài sản có thể tích lũy không thể tăng lên, lúc đó cuộc sống của bạn sẽ bị vây quanh bởi sự tù túng và kham khổ. Tiết kiệm là đức tính tốt và rất cần thiết trong cuộc sống. Nhưng phần lớn chúng ta đang tiết kiệm sai cách. Có một câu chuyện như sau. Người A mỗi tháng đều để dành ra 2 triệu để ăn chơi, mua sắm những thứ mình thích và không tiết kiệm gì cả. Người B cho rằng đó là quá lãng phí.
Vì thế anh ta tiêu rất ít và để dành 2 triệu mỗi tháng. Mục đích là để mua điện thoại mới vào cuối năm. Sau một năm, người A vẫn duy trì thói quen như vậy, không mua được thứ gì mới cho bản thân. Người B đã để dành đủ tiền mua chiếc điện thoại mình yêu thích với giá 24 triệu. Cảm thấy vô cùng vui sướng. Người B cho rằng mình chi tiêu thật hợp lý, không như người A là bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Thực ra có phải như vậy không? Xét về mặt tài chính, rõ ràng số tiền mà cả hai mất đi sau một năm đều như nhau, 24 triệu đồng. Do đây không phải là một khoản đầu tư nên nó không mang về cho hai người khoản lợi nhuận nào. Về mặt tinh thần, người A lại được hưởng niềm vui nhỏ mỗi tháng, còn người B lại thắt lưng buộc bụng để hưởng niềm vui lớn vào cuối năm. Vì thế thật khó để đánh giá ai mới là người hạnh phúc hơn. Hai ví dụ trên là cách tiết kiệm thường thấy, nhưng đó thực sự có phải là tiết kiệm không? Tiết kiệm là để cho tài sản tăng lên theo thời gian, nhưng việc tăng lên có ý nghĩa gì khi mà cuối cùng chúng ta lại tiêu hết sạch số tiền đó? Nếu đó quả thực là tiết kiệm, vậy vì sao người giàu cứ giàu thêm, còn người nghèo thì lại nghèo đi? Tiết kiệm là một cách làm giàu chậm chạp, trong khi chúng ta đều muốn bản thân đổi đời thật nhanh chóng. Để làm được điều đó, ta phải thấu hiểu tư duy của người giàu, đó chính là kiếm tiền. Người giàu tiết kiệm bằng cách khiến tiền để ra tiền, đầu tư một khoản thu nhập hàng tháng đều đặn. Cứ thế lợi dụng sức mạnh của lãi kép, đến khi tổng tài sản của họ tăng cao hơn so với mức chi tiêu hàng tháng. Để làm được điều này không dễ, bởi nó đòi hỏi ta phải thay đổi quan điểm và tư duy lối mòn của mình. Chưa kể còn phải thực sự kiên nhẫn. Chúng ta đang lãng phí quá nhiều thời gian cho việc tiết kiệm sai lầm, trong khi ta hoàn toàn có thể đầu tư ngay bây giờ. Chỉ có tiết kiệm mới giàu được. Khi nào có tiền đầu tư nhà đất cũng chưa muộn là một quan niệm sai lầm. Tiết kiệm một cách đúng đắn, dùng số tiền đó để khiến tiền để ra tiền chính là cách mà người giàu liên tục giàu lên theo năm tháng. Hãy suy nghĩ, liệu bạn có thể ở nhà và không bao giờ đi ra ngoài? Mục tiêu là tương lai, tiết kiệm từng đồng không phải một cách hiệu quả. Điều quan trọng hơn là việc sử dụng tiền để đầu tư có thể giúp bạn kiếm được nhiều hơn. Hơn nữa, nếu bạn tập trung vào tiết kiệm thay vì kiếm tiền thì đây thực sự là khác biệt giữa người làm việc để trở nên giàu có với những người cố gắng để không bị nghèo đói. Thực tế, bạn có thể tiết kiệm để không nghèo, nhưng không thể tiết kiệm mà thành tỷ phú. Cách duy nhất để trở nên giàu có là tăng thu nhập và đầu tư nó. Đây là một quy trình đơn giản. Bạn phải làm sao để kiếm thêm tiền, sau đó sử dụng số tiền ấy đầu tư vào những dự án khác, giúp đem về thêm lợi nhuận và lặp lại quy trình này nhiều lần. Và ngày hôm nay, Bí quyết Thành công muốn gửi tới các bạn một ứng dụng có tên là Kinh doanh 5 phút, học kinh doanh thực chiến, giúp nâng tầm hiểu biết thần tốc cho những ai đam mê kinh doanh và làm giàu. Sản phẩm này chứa tới 500 chuyên đề cốt lõi trong 20 lĩnh vực kinh doanh. Đó là những chuyên đề sát sườn nhất trong kinh doanh mà ai muốn làm giàu cũng phải dùng đi dùng lại trong suốt cuộc đời, bao gồm sản xuất, sản phẩm, marketing, bán hàng, tài chính, kế toán, đưa giá trị đến khách hàng, quản trị, quy trình ra quyết định, chiến lược, tâm lý và hành vi con người và khách hàng. Ứng dụng có đến 3.000 ví dụ minh họa sát sườn giúp các bạn hiểu cách triển khai các khái niệm trong thực tế, nghe ngấm, hiểu sâu để kiến thức ăn vào trong tiềm thức. Và hàng trăm tình huống kinh điển của 6 loại hình công ty. Nếu các bạn thực sự bận rộn nhưng vẫn muốn tranh thủ học, nếu các bạn không có điều kiện đầu tư hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho các khóa học kinh doanh, nếu các bạn quan tâm đến những gì cốt lõi và tinh túy nhất về làm giàu, thì hãy bấm vào đường link ở phần mô tả của video này để nhận phần quà hấp dẫn là 93 cuốn sách nói và 95 cuốn sách điện tử cùng những ưu đãi hấp dẫn khác của ứng dụng Kinh doanh 5 phút. Con đường làm giàu chân chính của bạn sẽ bắt đầu từ việc nắm bắt và thấu hiểu cặn kẽ những ý niệm quan trọng nhất trong kinh doanh. Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo không chỉ ở mức thu nhập mà còn ở cách họ quản lý đồng tiền. Những người nghèo thường nghĩ rằng tiết kiệm là một cách tốt để trở nên giàu có, trong khi người giàu khẳng định muốn giàu có bạn phải biết cách tiêu tiền thông minh để tiền đẻ ra tiền. Gửi tiền tiết kiệm cũng là cách để đầu tư, tuy nhiên bạn có thể chọn cách khác, đầu tư vào các dự định lớn hơn. Không nên có suy nghĩ hay tư tưởng chờ đợi nhiều tiền mới đầu tư, như vậy bạn rất khó có thể làm giàu đấy. Vì thế, cho dù bạn có bao nhiêu tiền, cũng hãy cân nhắc về việc đầu tư phù hợp với khả năng tài chính càng sớm càng tốt. Đầu tư sớm bao nhiêu thì cơ hội làm giàu thành công của bạn càng cao bấy nhiêu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết Thành công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết Thành công chia sẻ, hãy đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích hơn nữa. Và nếu bạn muốn Bí quyết Thành công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí quyết Thành công.